Ok, xin kính chào các bạn. Đây là một cái video khá là quan trọng sẽ dành cho các bạn. Cách viết chữ Hán sẽ rất là quan trọng. Đôi khi chúng ta quen cách viết chữ của người Việt Nam và đôi khi chúng ta áp dụng cái cách viết chữ đó cho tất cả các ngôn ngữ khác không phải tiếng Việt mà chúng ta học, chúng ta vẫn áp dụng thì nó sẽ là rất là buồn cười. Tiếng Anh thì chúng ta viết cách viết của tiếng Việt được, nhưng tiếng Trung ta sẽ không thể làm như vậy được. Cho nên Lộc sẽ chia sẻ cái video này và các bạn hãy cố gắng thêm thật kỹ. Tiếng Trung nó là những cái nét vẽ, và tất nhiên nó không phải là thích vẽ thế nào thì vẽ, không vẽ kiểu theo rồng rắn lên mây hay là vẽ theo kiểu là gà bới hay là vẽ ngang vẽ dọc thì tùy ý được, mà nó phải có quy tắc vẽ, quy tắc viết thì nó mới thành chữ được. Điều thứ nhất nó sẽ học tên các nét có trong chữ Hán, tên các nét vẽ, tên các nét viết trong chữ Hán. Thì cái nét viết thứ nhất là nét ngang. Nét ngang là các bạn gạch ngang một cái thôi, gạch ngang, gạch thẳng một cái, gạch ngang thẳng cái thì gọi là cái nét ngang. Nét tiếp theo là nét sổ. Nét sổ là nét thẳng đứng, nét sổ là nét thẳng đứng thẳng từ trên xuống gọi là nét sổ. Nét tiếp theo là nét chấm. Chấm là các bạn biết là chấm là các bạn dùng bút bi các bạn chấm một cái nên ra hình tròn, nhưng mà ngày xưa cái người Trung Quốc ấy, người ta là viết bằng bút lông, bút lông thì là cái nét chấm của họ nó bị những cái vết đen như này, nó kiểu như là những cái hòn sỏi vậy, nó méo mó sẹo sọ chứ nó không thể làm hình tròn được. Đấy. Nó đôi khi nó cảm giác như là một cái nút mụn ruồi bị méo vậy, đúng không ạ? Đấy là nét chấm thì vì nó viết bút lông. Tiếp theo sẽ là nét hất. Nét hất nó sẽ giống y hệt như nét chấm, nhưng mà khi bạn chấm vào rồi bạn hất lên phát thì nó là nét hất. Rồi tiếp theo ta sẽ có nét phẩy. Nét phẩy thì các bạn nhìn ở đây nó sẽ có nhiều cái cách viết. Cách viết của nó có đôi khi là viết thẳng xuống rồi phẩy phát thì cũng là nét phẩy, không phải là nét sổ nhé. Nét sổ là chỉ thẳng thôi, còn nét phẩy là đôi khi là thẳng xuống rồi phẩy, tức là một nửa là thẳng một nửa là phẩy thì vẫn là nét phẩy. Nét phẩy đôi khi nó là nét phẩy luôn, đúng không ạ? Phẩy luôn, phẩy luôn. Đấy. Ngắn hay dài cũng đều gọi là phẩy cả. Thế còn nét mác, nét mác thì là nét phẩy nhưng mà phẩy về bên phải. Các bạn sẽ biết là cạnh bên trái của tam giác sẽ là nét phẩy, cạnh bên phải của tam giác thì là nét mác. Nét mác là phẩy bên phải. Thế thôi, nét mác đôi khi nó cũng hơi thẳng nhưng mà nó vẫn phải là cúi xuống. Các bạn nhớ nhé, vẫn phải là cúi xuống. Đôi khi nó giống như cái ria mép bên phải, đúng không? Nét phẩy là ria mép bên trái, còn nét mác là ria mép bên phải. Đấy, các bạn hiểu như vậy. Rồi chúng ta sẽ đến một cái nét nữa, đó là nét gập. Thực ra thì có người gọi cái nét này nó là nét gập, nhưng mà cũng có người ấy thì lại dạy đây là hai nét ghép vào nhau, tức là nét phẩy ghép với nét mác, hoặc là nét ngang ghép với nét mác, hay là nét ngang ghép với nét phẩy thì nó là nét gập. Nét gập là cái sự kết hợp giữa hai nét khác nhau nó ghép vào gặp nhau, đôi khi là như vậy. Thì đôi khi là các bạn sẽ thấy là nó quy thành một nét gập ấy, thì nó tức là các bạn phải viết cùng một đường bút, các bạn không được tách ra. Nếu như bạn quy là hai nét thì các bạn phải viết hai lần, nhưng mà đây các bạn quy thành một nét thì các bạn viết một lần thôi thì nó sẽ ra cái chữ rất là đẹp. Đấy là nên là nó gọi là nét gập, tức là giống như hai nét nhưng mà viết thì các bạn viết một lần thôi thì nó gọi là nét gập. Rồi nếu các bạn cảm thấy nét gập này khó thì các bạn cứ viết, nếu mà các bạn này gập này khó thì cứ hiểu là nó là hai nét gập. Đấy là cái chúng ta nói về nét gập. Nét gập là hai nét nối vào nhau nhưng mà ta viết một đường bút thôi, không được nhấc bút lên. Đấy. Tiếp theo ta sẽ có nét móc. Nét móc thì nó lại có nhiều loại móc. Đấy. Nó móc là nét móc thì nó không thể nào một mình nó được, mà móc là tức là nó phải có một cái nét chính và rồi có một cái nét móc, nên ở cái nét chính ấy thì gọi là nét móc. Cái nét móc đó là một phần của cái nét chính. Thì các bạn thấy là nét móc là có rất là nhiều kiểu móc. Ví dụ như các bạn viết một cái nét thẳng xuống là nét sổ, đúng không ạ? Nét sổ các bạn học bên trên này rồi, viết thẳng xuống nét sổ và các bạn hất nhẹ nhẹ một tí thì gọi là nét móc. Nét móc của nét sổ nó gọi là sổ móc. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có những ngang sổ rồi móc, tức là gập móc, tức là nét gập móc, ngang sổ rồi móc. Đấy, ngang sổ rồi móc, hoặc là các bạn viết ngang rồi các bạn móc xuống, ngang này rồi móc xuống cái này thì là một nét ngang móc, ngang móc. Rồi chúng ta sẽ có nét mác móc, chúng ta là viết một nét mác, nét mác từ trái sang phải này, đó móc lên thì là nét mác móc. Các bạn có một nét ngang rồi là mác móc, ngang mác móc, gập móc, gập móc là gập theo kiểu ngang mác móc. Đấy, các bạn hiểu như vậy. Thì đấy là mình chia sẻ các bạn. Thường thì nó sẽ chỉ có những cái nét mà các bạn nhìn thấy ở trong cái ảnh này thôi, nó không có nhiều hơn đâu. Và các bạn viết và vẽ chữ tiếng Trung, viết cái gì thì đừng có vẽ những cái nét nào mà nó không có trong cái bảng này, không có cái bảng này. Thì quan trọng là muốn vẽ được, muốn viết được thì các bạn phải tập thôi. Hiện tại sao là mình mới nói các bạn là phải mua sách, đúng không ạ? Các bạn phải có cho mấy cuốn sách này, đúng không? Còn mình cái cuốn sách này để các bạn vẽ vào trong sách tập. Trong sách nó có những cái phần mà nó để những cái ô trống cho các bạn đấy, và những cái phần bài tập đấy thì các bạn viết. Hoặc là các bạn nào mà chăm chỉ đấy, cảm thấy mà thích luyện viết đấy, thích luyện viết tiếng Trung đấy, đây là cái ô này, thì các bạn mua thêm cái quyển báo ly ấy, để các bạn tập viết cái tiếng Trung cho nó chuẩn. Nhưng thực ra thì Lộc, đối với Lộc chỉ thích học nói thôi, Lộc không thích học viết. Và vì Lộc nhìn cái sự vẽ này, nó khét lắm, bởi vì Lộc có tiếng Anh mà nó không muốn học sâu tiếng Trung để làm gì cả, chỉ học giao tiếp và nói được là được. Thế nên là mình chia sẻ các bạn thì cái thứ tự như vậy. Đầu tiên các bạn phải viết nét ngang, xong viết đến nét sổ cho đến nét chấm đến hết, nét hấp dẫn đến nét phẩy đến nét mác đến là gặp móc. Đấy là nó có những cái nét như vậy. Thì cái thứ tự của các nét là các bạn phải viết theo cái thứ tự này, và không được viết nhiều hơn những gì có trong cái bảng này. Và các bạn đừng sáng tạo ra những cái gì cả, bởi vì họ đang cố định như này rồi. Các bạn đừng nghĩ là các bạn sáng tạo ra các bạn là giỏi nhá, người ta không cần thiết các bạn làm như vậy. Đối với họ, cái những cái này nó là cái nguyên tắc yêu cầu, nó là cái nền tảng, nó ép buộc các bạn phải làm như thế. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn để các bạn hiểu cái sự cấu tạo này nhé. Đây mình sẽ lấy hai cái ví dụ, đây sẽ có hai cái ví dụ cho các bạn. Thứ nhất là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là cái chữ này nó có rất là nhiều nét, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn nhìn cái chữ này nó rất nhiều các nét khác nhau, thì nó là cấu tạo. Ở đây nó phân tích các bạn. Các bạn nhìn thấy đây là một nét ngang này, nét ngang là hất này, nét cong này, nét móc này, nét sổ dọc này, nét mác này, nét phẩy và nét chấm. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái từ này, nó sẽ mô phỏng chúng ta. Ở đây là nét hất, đó, đây là nét hất, không phải nét mác, đúng không ạ? Nét hất không phải nét mác. Nét mác nó phải là nét mác nó từ đây sang đây, nhưng thì cái điểm bắt đầu của nó phải là to hơn điểm kết thúc, đúng không ạ? Cái nét hất là bắt đầu từ trái sang phải, còn nét mác là bắt đầu từ phải sang trái. Thế cho nên là cái điểm nào là to nhất ấy, các bạn phải chú ý là cái điểm nào đặt bút là cái điểm nó sẽ to nhất thì bạn sẽ nhận ra nó là nét nào. Thì đấy là cái nguyên tắc của bạn nhìn tiếng Trung như vậy. Cho nên sẽ nhìn thấy nét phẩy đây, nét phẩy của chữ lực này, nét phẩy của chữ hữu này, nét phẩy của chữ sinh này khác nhau. Và cái nhìn thấy nét mác đây, nét mác của chữ nháp này, khác với nét mác của chữ chi, đúng không ạ? Nét mác này với chữ chi này, rất là khác, đúng không ạ? Nét mác của chữ thực. Đấy, thì tôi ghi các bạn cứ học và viết nhiều thì tự nhiên các bạn sẽ hiểu được thôi. Rồi chúng ta sang một cái phần tiếp theo rất là quan trọng, đó là phần quy luật viết chữ hay là quy tắc viết chữ, không được sai. Rồi chúng ta sẽ kết thúc bài này ở đây, và bài sau chúng ta sẽ học về quy luật viết chữ Hán hay là quy tắc để các bạn viết chữ Hán, đúng không ạ? Quy tắc viết chữ Hán đây là cái giới thiệu cho các bạn về những cái nét mà có trong chữ Hán thôi, những nét, những chữ viết, những cách viết trong chữ Hán thôi.